Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai nhà kế bên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh. Sinh năm 1987. Em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm công việc gì? Dạ, em đang là thiết kế gạch cho một công ty giày. Mình ở Vũng Tàu nên đây tham gia chương trình luôn hả em? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, rồi mời bạn em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Quang Trung, năm nay 34 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Ồ, oh, hay quá, trùng hợp rồi ha. Hiện đang công tác tại công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ơi, anh ở huyện nào với anh? Ở Xuyên Mộc. Em ở Châu Đức anh. À chà. Ôi chừng có bà con không đó. Không có gặp Linh rồi hỏi vòng vòng thành bà con đó. Anh ơi, anh quê gốc ở đâu với anh? Anh quê gốc ở Quảng Trị em. À, vậy là chắc không bà con rồi, tại rồi. Em quê gốc ở Bình Định. À vậy hả? Vậy là chắc rồi ha. Rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em á thì có thể biết nấu ăn, may vá, còn có thể cắm hoa. Và một cái nữa là nhiều khi là tư vấn tình yêu, mặc dù là tình yêu của em thì chưa đi đến đâu. À, tư vấn cho người ta luôn. Ghê quá. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? À, khuyết điểm của em thì không có cảm thụ âm nhạc chị. Có thù với âm nhạc? Không cảm thụ được, tức nghĩa là em nghe thì em biết hay đó, nhưng mà cái em thuộc thì em không bao giờ em thuộc được hết. Từ đó đến nay em thuộc được bài. Em sẽ hát bài một đoạn ở trong bài đó. Rồi, em hát đi, hát đi. Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Hát ít thì mình đi lạc ít, hát nhiều mình đi lạc nhiều. Dạ đúng rồi chị. Âm đúng nhạc rồi. Với em không có bà con thì đừng lo. Dạ đúng rồi anh. Rồi bạn trai, bạn có bà con với âm nhạc không? Dạ còn có chút có xíu. Có ai đâu làm câu thứ coi giống bên kia không? Dạ xíu này em nhờ mang lên em hát được không? Rồi chút hát cũng được. Dạ. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì sống tình cảm, hay quan tâm chia sẻ với người khác. Nấu ăn được và chơi được tất cả các môn thể thao. Trước kia em cũng học thể thao ra. Tốt. Dạ. Tốt quá. Có cái tật xấu, khuyết điểm gì không? Tắm hơi nhanh nên cái gì? Tắm nhanh hả? Dạ tắm chừng nhanh là bao lâu? 2 phút chị Tướng ơi. 2 phút mà tắm sao tắm trời. Dạ chừng 2-3 phút làm xong rồi. Tao em diễn tả thôi, em vô nhà tắm làm gì có 2 phút em ra. Thì em vào nhà tắm xong cởi áo quần ra xong xong vậy là hết 2 phút rồi còn gì nữa. Cởi áo quần ra xong mặc vô gì. Đâu làm thử, đứng về em làm thử sau về 2 phút rồi. Bấm đồng hồ 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi. Trời làm gì dạy giặt vậy đó. Tắm 2 phút ra chắc xà bông còn nguyên quá à. Sở thích của em là gì? Em thích trồng hoa, đặc biệt là xương rồng. Và thích đi du lịch. Cái mục tiêu của em năm nay là sẽ đi Sapa. Và hy vọng là lên đây tìm được người đồng hành. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà tính ra mà chính thức á, thì chưa có mối tình nào. 31 tuổi chưa mối tình nào hết trơn. Dạ. Ngoài những cái sở thích đó, có em có cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt là ví dụ như thế nào vậy? Ai biết em? Không, em có một cái thế này, không biết là phải là sở thích của em, nhưng mà khi em nói ra thì sợ người ta nghĩ là biến thái. Hả? Gì ghê vậy? Dạ, em thích nhìn vô mông người khác. Nhìn vô mông người khác. Khi người ta mặc quần jean. I'm sexy and I know it. Sở thích gì kỳ lạ vậy trời. Sao? Mông anh Linh sao? Cái này là do cái bệnh nghề nghiệp chị. À, ủa sao em làm gì mà bệnh nghề nghiệp nhìn mông người ta? Tức nghĩa là em là học công nghệ cắt may ra. Và em làm bên sản xuất quần jean anh. Cứ thấy quần jean là nhìn thôi. Ủa dạ. Nhưng mà em nhìn như vậy em có thể biết được số đo không? Dạ, cũng có thể xê xịt chút xíu anh. Biết được tính cách con người không? Thì nói chung là chị nhận xét được khoảng 50 thôi. Còn 50. Cái mông liên quan gì tới tính cách con người? Không chị, có nhiều khi có liên quan đó chị. Mông càng bự là người đầy tình cảm. Mông mà hơi lép là người khô khan. Mông vừa vừa là con người nhẹ nhàng, dịu dàng. Mông mà không có cái gì đó là căng thẳng lắm. Em đứng lên coi mông cái coi. Chính sức qua đây. Kiểm tra mông. Trời ơi, mông kỳ vậy. Ông ấy chú cái mông ra chứ ông làm gì vậy? Đó.
đó. Mong anh đó. Này khổ mấy em? Này mong đó hơi lép ạ. À, đúng là hơi lép. Nếu mà quần rinh thì khoảng size 29 thôi. 29 đúng, dạ. Luôn, đúng luôn. Đúng luôn. Đúng luôn. Trời ơi, quá xuất sắc. Mình không đoán đúng luôn, hay. Đoán sơ sơ rồi tính cách ảnh thế nào? Em thấy là một người có thể là biết quan tâm, chia sẻ người khác. Mong lép. Sao đoán chọc với anh Linh vậy? Cho nên là anh Linh nói là anh Linh tự đô Linh lên một chút. Tự đô. Bên kia coi như là có sở thích nhìn mong người khác. Còn em có sở thích gì? Nhìn đuôi người khác. Nhìn đuôi hả? Không thấy đuôi. Bên kia tình trường sao? Bên đây người ta chưa có mối tình nào đó nha. Em ế 16 năm rồi. Là trước 16 năm có chưa? Dạ, trước 16 năm thì cũng có quen một người à. Sơ sơ cảm nhận cảm tin vậy thôi chứ không có yêu. À, vậy là có nghĩa là cũng chưa có một mối tình nào chính thức, dạ, hết. Dạ chưa chị Tương ơi. Ủa mà em có biết lý do tại sao mà em không có bạn gái không? Dạ em hơi nhát gái. Thì rồi. Lo nhìn đùi người ta không. Rồi bây giờ em thích tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ một người bạn gái của em thì cao từ 1m50 đến 1m55 được rồi. Rồi gì nữa? Dạ đùi bự bự thì càng tốt. Đùi hoài vậy rồi tiếp gì nữa? Dạ tính vui vẻ hoa đồng vui vẻ. Em thích một người bạn gái, chào chị, cá tính một tí. Ừ. À, nếu như mà ưng ý thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu ưng ý đẹp nhất thì cuối năm nay là cưới rồi. À mình đã có dự kiến có nhà riêng rồi này kia chị bao, dạ, lâu nữa? Thì em cũng tích cóp mua được miếng đất ở dưới. À dạ. Vậy thì tốt quá, lấy nhau về vợ chồng cố gắng làm ăn, cái mình xây nhà lên là mình an cư lạc nghiệp ha. Dạ bỏ vào đây là mình thấy rồi chút xíu nữa rủ bạn gái ha. Dạ. Ha dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn gái? Dạ không thích bạn gái ở dơ. Em mới tắm 2 phút em mới ở dơ đó. Bên đây tắm bao lâu cưng? Dạ nếu mà gọi đầu luôn thì chắc cỡ 1 tiếng. Tiếng mấy ngày tắm 1 lần? Dạ ngày nào cũng tắm với chị. Đó, ngày nào cũng tắm 1 lần 1 tiếng. Dạ được chưa? Dạ rồi. Chị thấy cặp này ổn đó. Em gái muốn tìm mẫu người bạn trai hay sao nè? Em muốn tìm mẫu người bạn trai thì cao cho mỗi 65. Mét 65? Có. Mập một chút chị. Em thấy mong rồi sao mập được? Đó là mong muốn anh. Mong muốn mập không? Dạ đúng phải rồi. Phải nuôi thôi. Rồi gì nữa? À, biết quan tâm và chia sẻ. Đừng có tính chi ly quá. Em có chi ly, có keo kiệt không? Dạ không anh. Anh đây dễ thương mà. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Em không thích mẫu người bạn nam á, đỡ tay dài. Hãy đưa hai bàn tay lên coi. Cắt hết rồi. Thợ điện là cắt sạch sẽ rồi. Dạ vậy được rồi anh. Rồi. Được rồi ha. Dạ. Dạ bạn trai đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bà ngoại, bố mẹ ở ngoài Quảng Trị vào với lại cầu Di, với tất cả các đồng nghiệp của em ở dưới Điện Lực. Đi bao nhiêu người? Dạ tổng cộng 22 người ạ. Trời ơi. 22 người. Dạ chào gia đình nhà trai. Con mời lực lượng đàn trai hùng hậu quá. Hả? Dạ con chào cô. Dạ. Đầu tiên tôi xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Và cô Cát Tường. Dạ. Và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là người Quảng Trị. Dạ. Con tôi chăm chú gia đình lắm. Nó làm việc nhiều. Mà biểu nó yếu thì nó nói không. Đến tuổi 35 con mới cưới vợ. Bạn gái ở bên này thì mẹ thấy cũng cứng rắn mà cũng vui vẻ. Thế nói chung là hai con là tìm hiểu và cho nhau một cơ hội tốt nhất. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cho con thêm ý kiến ông ngoại đi. Cho con thêm ý kiến của ông ngoại. Xin chào tất cả các anh chị trong hội trường, xin chào anh Cát Linh và Cát Tường. Dạ. Cô cháu gái ở đây thì tôi thấy rằng là được, rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn ông. Cũng giống như các cháu hồi nãy á, nhìn cái mong có thể đoán được, biết được là cái là số bao nhiêu. Dạ. À thì riêng của ấy là tôi có thể nhìn cái ngoại hình và nhìn cách thức, tôi có thể biết được nội tâm và cách sống của con người đó như thế nào. Rồi, hay quá. À, ngoại hay quá. Vậy là ông ngoại hợp với cháu dâu quá rồi. Còn về vấn đề cái hai cháu thì cái đó là tùy. À, tại vì cái việc này là việc trăm năm. Khi mình mà đã không có hạnh phúc thì bất cứ một cái việc gì mình làm cũng không được. Ta cũng nên cố gắng tạo rất nhiều điều kiện cho những cặp như thế này. Yeah. Chương trình này rất là hay. Dạ, yeah, cảm ơn ông ngoại. Rồi, hai bên ủng hộ hết rồi ha. Anh Linh cho em xin ý kiến của bên đoàn thanh niên. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em làm chung với anh Trung cũng được 5 năm rồi. Anh Trung thì tính tình rất là vui, rất nhiệt tình, trong là người sống rất là có tâm. Bạn nữ á thì thấy rất là vui vẻ, cá tính, rất lanh, nhưng mà rất thích hợp với anh Trung. Yeah. Nhưng cũng mong anh sẽ có được cái bến đổ cuộc đời anh.
Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ anh đi với em trai và hai bạn đồng nghiệp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào toàn thể quý vị khán giả của trường quay. Dạ, em là em trai của chị Thanh. Thì chị Thanh ở nhà là một người rất là vui vẻ, rất hòa đồng và rất biết quan tâm tới gia đình và mọi người xung quanh. Ừ. Anh bên này thì là anh là một người rất là chững chạc và có công việc ổn định. Và theo em nhận xét thì hai người là ở gần nhau thì cũng là một cái điều kiện tốt để hai người có thể tiến tới và phát triển mối quan hệ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đến chương trình hôm nay thì anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là con heo đất, hy vọng sau này chúng ta sẽ là gửi gắm tình yêu vào đây để cho nó đôi ta sẽ hạnh phúc hơn. Em cảm ơn anh. À, đây là cây xương rồng, em rất là thích trồng xương rồng. Thì em hy vọng là cây xương rồng này sẽ là em và anh có thể vun đắp vào và có thể gầy thêm loại xương rồng khác nữa. Rồi, em cảm ơn. Chúng ta có mấy phút để trò chuyện với nhau. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ là tình yêu thì phải chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Và phải chung thủy. Anh vậy, gác xưa già dối. Anh cảm nhận về em như thế nào? Nhìn em xinh gái, linh, có cá tính, khá là chững chạc. Dạ. Nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì phải trên 6 tháng hoặc năm. Cuối năm là ok phải không? Dạ chắc. Anh thích mang sinh mấy đứa con? Anh thì 2 là đủ rồi. Nhà em rất là đông anh em, tới 7 anh em lận. Đúng rồi. Thì em rất là thích là trên 3 hoặc 4 người con. Trời ơi, nuôi nổi không? Chịu nổi không em? Dạ, cố gắng gì? Cố gắng hả? Dạ. Kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Kinh tế thì chắc chắn vợ sẽ là người quản lý đó, trong mang tiền về cho vợ. Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì anh thích đi du lịch. Nhưng mà muốn đi Sapa một chuyến. Sapa, Lào Cai. Em có dự định mục tiêu của năm nay á, thì sẽ đi Sapa vào cuối năm. Hy vọng anh sẽ là người đồng hành với em. Rồi, ok. Cặp này rất lanh. Anh đối đáp với nhau không cần MC luôn. Bây giờ không nói nhiều nữa. Hai bạn nhìn thẳng vào mặt nhau, hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại. Chị Tương cho em hát một bài hát trước. Được, rồi em tiến tới nói. Hát tỏ tình với bạn gái luôn. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Đừng làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đau, anh vẫn xin chấp nhận. Trời ơi, quá dữ, quá dữ. Lần đầu tiên có một người bạn trai đến với chương trình tự tin, mạnh dạn hát tỏ tình và hung tay bạn gái luôn. Đấy, xuất sắc. Mạnh dạn thôi chứ. Được. Hai bên bắt đầu để tay vào nút bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, tìm cái nút đi. Tìm được nút bấm sẽ tìm được vợ. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Quá mạnh. Đi đâu rồi? Đi đâu? Trời ơi. Hung luôn. Nhảy xuống luôn hả? Rồi hung luôn. Trời ơi. Quý vị thấy không? Họ cùng ở Vũng Tàu, họ cùng ở một nơi mà có thể họ đã gặp nhau rồi nhưng mà cũng chưa bao giờ họ tiếp xúc với nhau. Ngày hôm nay thực chất trên chương trình Bạn Muốn Hò, họ đã chính thức có duyên với nhau. Đẹp đôi ha. Chàng trai hơi ốm chút xíu, cố gắng nuôi ha. Dạ, hơi tốn kém ha. Sắc hoa sắc lại là vừa đẹp. Giờ thấy mông sao rồi? Ủa, cái mông là mình có vỗ béo cho nó bự lên được không em? Dạ, em nghĩ là nó phải có cái gì đó kích thích lên nữa vậy.
tính và hòa đồng. Còn nhược điểm á, thì em nấu ăn thì nó hơi không được ngon lắm. Thêm là em hơi hơi khó tính một xí á chị. Khó tính như thế nào ạ? Nói ví dụ như đồ ví dụ như phòng ốc là phải gọn gàng ngăn nắp. Với lại khi mà trong công việc thì em muốn là cái công việc nó phải được xử lý cho nó hoàn thiện á. Rồi chị Vân Anh hiện tại là mình làm kế toán ở đâu chị nhỉ? Em làm kế toán kiểm toán ở quận 4 á chị. Mình là làm cho công ty riêng hay là công ty ngoài hay là làm cho nhà nước ạ? Em làm công ty riêng chị. Rồi. Chị Vân Anh, nhân tháng 6 là mình đã từng kết hôn chưa chị? Chị ơi, cho em giải thích một tí nha. Công ty riêng ở đây là công ty tư nhân đó nha chị, chứ không phải là công ty của... Ok, rồi. Mình chia sẻ tiếp về cái câu chuyện tình cảm của mình đi. Thì mình đã từng yêu ai chưa hay là từng kết hôn chưa ạ? Em thì em đã kết hôn một lần rồi á chị. Nhưng mà em chia tay cũng được khoảng 10 năm rồi. Lúc em kết hôn là lúc đó là đầu năm 2011. Thì sau đó khoảng 1 năm là tụi em chia tay. Do là tụi em sống không có hợp nhau á. Cái thứ nhất với lại cái thứ hai nữa là tại vì sau khi cưới nhau về thì người chồng của em thì có tính là hay chơi á, với lại ngoại tình nữa, nên là tụi em không có hàn gắn được, nên là tụi em chia tay. Tới thời điểm hiện tại thì em cũng trải qua một mối tình, nhưng mà cũng không đi tới đâu hết. Hiện tại thì em vẫn đang độc thân. Lý do vì sao mà mình tìm hiểu người ta, mình cũng yêu đương các thứ nhưng mà họ lại không đi đến đâu, là lý do vì sao, là mình do mình khó tính hay là do mình không thích điểm gì ở bạn nam ạ? Tại vì do là em cũng đã gian dở một đời rồi á chị, một lần rồi, nên là ở phía bên bạn trai của em thì không có chấp nhận, với lại tụi em không có hợp tuổi, nên là đó là lý do em chia tay với chị. Rồi, thế giờ là mình tham gia bạn muốn hẹn hò, là mình muốn chương trình tìm cho mình người như thế nào chị? Em thì em muốn là một người, thứ nhất là có kinh tế ổn định, thứ hai là tôn trọng đối phương á, với lại thứ ba nữa là có thể là chia sẻ những cái cuộc sống, những cái vấn đề trong cuộc sống á, để mà san sẻ khó khăn với nhau. Với lại thêm nữa là do là em là rất là thích đi thiện nguyện nên là em cũng hy vọng là cái người mà bạn của em á, thì cũng ủng hộ cho cái yêu thích này của em đó chị. Nói cụ thể hơn một chút về cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn khác, thì ngoài những cái việc bạn vừa chia sẻ ra thì về ngoại hình chẳng hạn, là mình muốn một người như thế nào, cao thấp mập ốm như nào này, rồi là quê quán người ta, rồi là độ tuổi ra làm sao, thì cái này mình chia sẻ cụ thể để chương trình biết nhé. Độ tuổi thì trên em thì tốt hơn ý là lớn tuổi hơn em là tốt, chứ em cũng không, chưa có suy nghĩ là sẽ quen cái người nhỏ tuổi hơn em á. Cái thứ hai nữa là quê quán thì em đã không đặt cái mục tiêu là quê quán ở đâu, chỉ cần là ví dụ hòa hợp với nhau, tôn trọng nhau là được. Nghề nghiệp thì nghề gì cũng được, chủ yếu là kinh tế ổn định. Hiện tại mình đang ở là mình đang ở nhà mình hay là nhà thuê hay như thế nào ạ? Dạ em đang ở nhà em chị. Là mình ở với cả mình đã có em bé chưa, trong khoảng 1 năm đấy là mình có con không? Dạ không, em không có
phù hợp, nhưng mà bạn người ta có gia đình rồi, người ta cũng từng một lần đò, cũng có con chẳng hạn, thì mình có ok với việc đấy không? Dạ, về vấn đề có con thì cũng hơi khó, tại vì em sợ là ví dụ như nếu mà họ có con rồi thì cái việc mà của em với lại của anh ấy thì sẽ khó hơn, tại vì phải hòa hợp với con nữa. Rồi vậy thì bây giờ mà một người mà cũng chưa có con mà điều kiện kinh tế tốt và các cái tiêu chuẩn đều ok hợp với cả mình, thì mình có cái điểm gì tự tin để mà mình gọi là thu hút được người ta, gây ấn tượng với người ta khi mà gặp người ta không? Tự tin chia sẻ xem nào, mình có điểm mạnh gì không? Thứ nhất là em tự tin là em có độc lập về tài chính. Chia sẻ cụ thể là cái mức tài chính mình, thu nhập của mình ra làm sao được không? Em có thể tự nuôi sống em được. Nói chung là thu nhập của em là có thể nuôi sống em được, và em có thể mua sắm hoặc là đi du lịch thoải mái. Rồi. Còn cái phần mà thu nhập của em thì thật ra thì em cũng không muốn chia sẻ quá nhiều á chị. Cái này thì ok, có thể là mình giữ lại, nhưng mà chương trình muốn hỏi để làm sao biết được, ví dụ như mình nói là mình muốn một bạn nam thu nhập ổn định chẳng hạn, hoặc là có tài chính tốt chẳng hạn, thì mình cũng phải biết được rằng là bên nhà gái, bên nữ có thu nhập như thế nào thì gọi là tương xứng, hoặc là bên kia hơn, thu nhập tốt hơn. Nên là cũng muốn là cụ thể biết được, vì có thể là nhà trai người ta cũng quan tâm đến điều đấy. Thì hiện tại thì cái mức thu nhập của em á, là nếu mà em thực nhận thì khoảng cỡ 33 triệu á chị. Ok, là cũng khá cao đúng không? Nghĩa là bạn nam phải cao trên mức đấy. Ví dụ như một bạn nam mà có công việc ổn định chẳng hạn, người ta có thu nhập, có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà cái mức có thể là bằng mình thôi hoặc là thấp hơn mình một chút, thì cái đấy có ok không, hay là cái việc tài chính sẽ là một cái vấn đề cần quan tâm, nghĩa là bạn ấy phải hơn mình chẳng hạn, có sự nghiệp gì đấy? Dạ, nếu như mà bằng em hoặc là thấp hơn em một chút xíu thôi. Chứ còn thấp quá thì tại vì em trong suy nghĩ của em là em muốn, có nghĩa là cả hai bên là không sống là không dựa dẫm vào nhau á chị. Không tạo gánh nặng cho nhau á. Rồi, ngoài cái đấy ra thì mình còn cái điểm gì mà mình không thích ở bạn nam không? Em không thích ở bạn nam là cái tính là gia trưởng á chị. Gia trưởng. Tại vì ví dụ như, tại vì cái tính của em á là em không muốn ai mà áp đặt một cái gì cho em, có nghĩa là yêu cầu em phải, bắt buộc em là phải làm A hoặc là làm B. Có thể là ví dụ như khi mà yêu cầu như vậy thì họ phải giải thích được là lý do tại sao là phải làm như vậy, thì có nghĩa là em sẽ không có chống đối đó. Chứ còn ví dụ như những cái người mà gia trưởng đó, thì nhiều lúc ví dụ như họ ép buộc mình phải làm A làm B thì cái tính của em thì sẽ không có phù hợp như vậy á. Ok, rồi thì hôm nay cũng là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, thì sau cái buổi phỏng vấn này thì khi mà để chương trình biết được là mình là ai này, rồi là cách mình tương tác với chương trình như thế nào, có phù hợp để mình lên chương trình không, khi mà chương trình ban biên tập là tìm được cho mình cái người phù hợp với cả những cái chia sẻ vừa rồi của mình rồi, thì sẽ có người liên lạc lại với các chị và làm nội dung cụ thể hơn với mình chị nhé. Thì cảm ơn chị Vân Anh hôm nay là đã tham gia phỏng vấn của chương trình ạ. Ủa chị ơi, có nghĩa là bây giờ là phỏng vấn là tìm hiểu sở thích, ưu điểm, nhược điểm, rồi cái mong muốn của mình, rồi sau đó là chương trình sẽ tìm cái người phù hợp với mình, rồi sau đó là mới phỏng vấn lại hả chị? Nó là như thế này, đúng rồi, là cái buổi đầu tiên này thì để chương trình check xem là cái người mà muốn đăng ký tham gia chương trình là ai, và
và cái cách người ta tương tác như thế nào có phù hợp để lên chương trình không. Sau đó thì với những cái chia sẻ vừa rồi của mình thì chương trình cũng sẽ tìm ra trong rất là nhiều những cái hồ sơ mà đăng ký đến với chương trình á, là những ai có những người phù hợp với mình thì sau đó rồi sẽ chọn ra. Và khi chọn ra như thế rồi thì sẽ vẫn phải có một cái buổi mà làm việc trực tiếp với cả chị để gọi là một lần nữa hiểu nhất, hiểu hơn về mình, làm thế nào để tìm được cho mình cái người phù hợp nhất. Đó, thì nhưng mà đấy là khi mà chương trình đã tìm được cho mình cái người, những người mà chương trình nghĩ là phù hợp rồi thì sẽ chủ động liên lạc lại với mình chị ạ. Chị cho em biết là thời gian khi nào mà mình biết kết quả được không chị? Cái này thì rất là khó nói. Vì sao? Bởi vì là cái việc mà chọn người phù hợp nó còn dựa vào việc là có người phù hợp cho mình không nữa. Có những bạn thì phỏng vấn xong ngay lập tức là sẽ được gọi tham gia luôn bởi vì là có người phù hợp rồi. Nhưng mà có những bạn thì ví dụ như là tiêu chuẩn của mình đặt ra nó cũng rất là cao chẳng hạn, thì sẽ phải mất thời gian để tìm ra trong rất nhiều hồ sơ như vậy. Bây giờ vậy đi, bây giờ bạn chưa có biết bạn được chọn hay không nữa, mình không có cần phải giải thích nhiều. Em cá xong rồi ha, thì khi mà bên em mà bên chị nè sẽ cân nhắc mà bạn nào được chọn vào vòng tiếp theo thì sẽ thông báo cho các bạn, lúc đó sẽ giải thích rồi hướng dẫn cho em những cái thủ tục để mình tham gia tiếp theo nha. Còn bây giờ còn nhiều bạn đang chờ mình casting online như thế này thì không có ngồi để giải thích, tại vì cast như vậy chưa có nói em được chọn hay không gì cả, còn rất là nhiều bạn ha. Rồi em cảm ơn chị. Ok rồi, chào em. Dạ em nghe rồi chị. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu luôn ha. Mình giới thiệu đầy đủ họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nè. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, em sinh ngày 16 tháng 1 năm 92, hiện em là nhân viên văn phòng. Là quê mình ở đâu Thảo? Dạ em ở Củ Chi. Là em đang làm Củ Chi luôn? Dạ không, em làm ở Bình Dương. À cụ thể là công việc của em là gì? Là em làm tổng vụ cho công ty Nhật. À tổng vụ, coi như là cũng giỏi tiếng Nhật đúng không? Dạ trình độ em là 3. Cho công ty Nhật, ok. Rồi Thảo chia sẻ một xíu về bản thân em đi, em là cô gái như thế nào, tính cách ra sao, điểm mạnh điểm yếu như thế nào ha, cứ chủ động chia sẻ nha. Dạ em thì hoạt bát vui vẻ, biết nấu ăn nhưng mà ít khi làm, tại vì do là từ nhỏ giờ do mẹ nấu. Tiếp với em còn gì nữa không? Điểm mạnh em hả? Em nghĩ chắc em không có điểm mạnh, còn điểm yếu là em hát dở. Vậy thì em nghĩ là các bạn trai sẽ thích em ở cái điểm nào? Em nghĩ là con trai cũng là em vui vẻ, khi gặp em thì sẽ tỏ thấy em là người hòa đồng. Rồi trước đó thì em đã yêu bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 3 mối tình. Rồi chia sẻ cho chị cái mối tình nào mà em cảm thấy sâu sắc nhất đi. Và yêu bao lâu, lý do sao mà chia tay? Sâu sắc nhất hả? Em nghĩ là gần đây nhất đi. Là mối tình em vừa chia tay cách đây hơn nửa năm. Là em nghĩ là sẽ tiến tới hôn nhân á. Nhưng mà vì một số lý do như là bạn ấy không quan tâm em hay gì đó, em giận dỗi em rồi chia tay, thì bạn ấy cũng im lặng hơn và chấp nhận. Làm quen được bao lâu? Dạ em quen được 4 tháng. Trời, 4 tháng mà đã nghĩ tới hôn nhân rồi hả? Lẹ nha. Dạ tại vì có nhiều cái tương đồng á chị. Dạ mới có giận dỗi thử vậy thôi đó mà không chịu được rồi là bạn đó tự im luôn. Dạ bạn nó cũng như em nói chia tay thì bạn nó cũng chấp nhận luôn. Rồi vậy là chị tưởng đâu là sâu sắc. Còn cái mối nào mà em yêu lâu hơn không? Lâu hơn hả? Chắc là mối tình thời học sinh. Tại vì em không có quen ai mà lâu hết á. Em hồi đó cho em đi du học một thời gian nữa nên là em đi du học ở Nhật hay sao? Dạ đúng rồi. Em đi học ở Nhật 4 năm. Nhưng mà cái chuyện gì để em giận bạn trai rồi tự bạn đó im luôn? Chị chứng tỏ là bạn đó không có dành nhiều tình cảm cho em
đồ chắc nói được lưu loát cái gì, nói thử đoạn tiếng Nhật chị nghe.